Tiểu xin mến chào lại tất cả quý vị và các bạn. Xin mến chúc đến tất cả quý vị và các bạn luôn luôn được sức khỏe và bình an trong cuộc sống cũng như trong công việc. Thì như là hôm nay chị sẽ nói về mà cái hạnh đầu đà mà được Đức Phật Thích Ca tán thán, ngài ca diếp như thế nào. Thì chúng ta đều biết đạo Phật là trung đạo, Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường là trung đạo. Tuy vậy, những ai kham nhẫn được với sự thanh bần, thực hành hạnh đầu đà đến trọn đời vẫn được Thế Tôn ca ngợi. Đó là quý vị cũng thấy là đó là lời của Đức Phật Thế Thế Tôn vẫn ca ngợi là như là ngài Thích Minh Tuệ đang thực hành hạnh đầu đà đến trọn đời thì vẫn được Thế Tôn ca ngợi. Đó là cái ý nói như vậy. Thì trong hàng đệ tử Phật, Tôn giả Đại Ca Diếp đã trọn đời giữ hành đầu đà, dù rằng lúc tuổi cao sức yếu, đạo giải thoát đã viên mãn. Chính Đức Phật Thích Ca có lời khuyên với ngài Ca Diếp như thế này, là ngài nên bỏ hành khất thực cho đến các hành đầu đà, mà nên nhận lời mời của các trưởng giả và nhận y áo. Nhưng cái tôn giả Ca Diếp vẫn giữ vẫn công hạnh, một phần vì tôn giả vốn đã quen với hạnh đầu đà, nhưng quan trọng hơn có lẽ tôn giả nhằm gửi một lời nhắn nhủ sâu xa đến hàng hậu thế chúng ta hiện nay. Một thời Phật ở thành La Duyệt, vườn Trúc Ca Lăng Đà cùng với đại chúng tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ tôn giả Đại Ca Diếp trụ A Lăng Nhã, đến giờ khất thực tôn giả không phân biệt giàu nghèo, tôn giả ở một nơi ngồi một chỗ hoặc dưới gốc cây, hoặc ngoài đồng trống, hoặc ở chỗ vắng vẻ không có lời mời, mặc áo 5 mảnh, hoặc giữ 3 y, hoặc ở gò má, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn chín ngò, hoặc hành đầu đà, mặc dù tuổi cao già cả. Bấy giờ tôn giả Đại Ca Diếp ăn xong liền đến với một cái cồi cái thiền định xong liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca. Bây giờ thì mình xin nói luôn là đi Đức Phật Thích Ca là mình nói cho ngắn gọn là Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn từ xa trông thấy Ca Diếp đến, thì Thế Tôn bảo rằng Ca Diếp đến chỗ Phật cúi lạy rồi ngồi một bên. Đức Thế Tôn dạy rằng: Ca Diếp, nay thầy đã lớn tuổi già cả, quá suy lòm khòm, vậy thầy nên bỏ hành khất thực cho đến các hành đầu đà, mà nên nhận lời mời của các trưởng giả và nhận y áo. Có nghĩa là Đức Phật Thích Ca là nói với ngài Ca Diếp á, là ngài cũng tuổi già thất yếu rồi, nên ngài nên là để cho chúng sanh cúng dường ngài, hay là mời ngài những cái y áo thì ngài cứ nhận, không cần là phải lườm nhặt như là không thấy không biết. Thì ngài Ca Diếp mới đáp rằng là: con không dám theo lời Như Lai dạy. Vì sao? Vì nếu Như Lai không thành đạo vô thượng chánh chân thì con ắt thành Bích Chi Phật, mà Bích Chi Phật tròn hành A Lan Nhã. Đến giờ khất thực, con không phân biệt giàu nghèo, con ở một nơi, ngồi một chỗ, hoặc ngồi dưới gốc cây, hoặc ngoài đồng trống, hoặc chỗ vắng vẻ, tròn chẳng dời đổi, hoặc mặc áo 5 mảnh, hoặc giữ 3 y, hoặc ở gò má, hoặc ăn một bữa, hoặc ăn đúng ngọ, hoặc hành đầu đà. Nay con chẳng dám bỏ thói cũ mà học hành khác. Thì Đức Phật bảo rằng: lành thay, này Ca Diếp, thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời, người đều được độ. Vì sao Ca Diếp? Nếu hành đầu đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Đó, quý vị thấy Đức Phật nói không? Nếu hành đầu đà này được ở đời thì mà ngài Ca Diếp giữ được để cho truyền lại những đời sau, thì pháp của Đức Phật là pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni truyền cho hậu thế là sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời thì thiên đạo tăng thêm, có nghĩa là thiên là trời, quý vị, là trên trời sẽ tăng thêm, rồi những cái đường ác nó tan biến đi. Thì thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, Đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học ngài Ca Diếp để mà tu tập. Như vậy các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy xong liền vui vẻ và vâng làm, và cũng học theo cái hạnh đầu đà mà Đức Phật chỉ dạy ngài Ca Diếp. Đó là bắt đầu, đó là Đức Phật chỉ dạy cho tất cả mọi tỳ kheo cũng nên học theo hạnh đầu đà.
thì hành tu khắc khổ để dứt bỏ các tham dục. Có nơi gây thì 12, có nơi gây 13. Thì hành Đầu Đà thì như video trước là nó có nhận thêm những cái hành là y phục làm bằng những cái vải rách, hai là chỉ dùng ba y, ba là khất thực mà ăn, có nghĩa là cầm bình bát để đi khất thực chỗ này chỗ kia để mà ăn nó quý vị, và chỉ ăn một bữa vào giờ trưa và trước 12 giờ, không ăn quá no, không giữ tiền bạc. Thứ bảy á, là sống độc cư, có nghĩa là không cần ai bên cạnh, mà chỗ này chỗ kia không nhất thiết phải chùa nhà chòi hay là quán xá gì hết á, mà có thể là ở ngoài trời ngoài gốc cây, sống trong nghĩa địa, sống dưới gốc cây, sống ngoài trời, không ở cố định, thường đi du hành ngồi ngủ, không nằm ngủ nghe quý vị. Điều đáng chú ý là hành Đầu Đà vì một vài phương tiện khá giống khổ hành của ngoại đạo nhưng mục đích hoàn toàn khác nhau. Đầu Đà là phương tiện quý báu trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục, tu hành Đầu Đà để thành tựu giới, tăng trưởng định và viên thành tuệ. Thế Tôn đã xác quyết hành Đầu Đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời, thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, An Na Hàm đều còn ở đời. Rõ ràng trong thời hiện đại hiếm có người nào mà tu được như Ngài Thích Minh Tuệ. Ngài hay đã thực hành được 13 các hành Đầu Đà mà Đức Phật Thế Tôn, Phật Thích Ca Mâu Ni đó đã truyền đạt lại cho Ngài Ca Diếp, và Ngài Ca Diếp đã thực hành. Và bây giờ trước đây là có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, và bây giờ là có Ngài Thích Minh Tuệ đang thực hành theo cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cái công hạnh của bậc thánh Đầu Đà đệ nhất thì nhắc nhở ta về một đời sống giản dị thanh bần, muốn ít và biết đủ, thì làm sao để trong đời sống tu hành không bị vướng mắc nhiều quá vào ăn mặc ở ngũ dục ngũ trần. Nói chung vì giải thoát không, ý nghĩa đơn giản nhất là không bị kẹt, bị dính mắc, thông dong với mọi thứ trong đời sống hàng ngày. Đó là hôm nay là cái video là Triều sẽ làm về cái hành Đầu Đà mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy cho Ngài Ca Diếp. Và Ngài Ca Diếp là một trong những vị đệ tử đầu tiên thực hành cái hành Đầu Đà đến cuối cuộc đời. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà khi mà Ngài Ca Diếp đã thành tựu rồi á, lúc mà Ngài về già á, thì Đức Phật Thế Tôn cũng xin cho Ngài Ca Diếp á, là cứ thực hành theo cái hành Đầu Đà, nhưng mà về già rồi cũng không cần phải đi khất thực, áo quần cũng không cần phải lượm như trước đây, mà do là cái nghiệp của Ngài Ca Diếp đã tiêu tan hết rồi, Ngài đã chứng được quả thành Phật rồi, nên là người ta cúng dường thì Ngài vẫn nhận, không cần là phải như trước đây. Đó là điển đặc biệt Ngài Ca Diếp đạt quả thành Phật mà thời Đức Phật thôi. Còn sau này Đức Hoàng Trần Nhân Tông á, là cùng tu theo hành Đầu Đà. Thì trước đây có những vị tu theo hành Đầu Đà ở Việt Nam chúng ta cũng như trên toàn thế giới cũng rất là nhiều, nhưng mà có chưa thấy ai mà nổi trội thì như bây giờ như là Ngài Thích Minh Tuệ. Thì bây giờ ở Việt Nam chúng ta có, hiện tại đang có Ngài Thích Minh Tuệ là một trong những người đang thực hành theo giáo pháp của Đức Như Lai, Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì rất là vinh hạnh. Và khi truyền lại những cái đạo pháp của Phật, lưu truyền mãi mãi, đó là một cái mục đích mà Đức Phật Thích Ca cũng muốn những cái vị tỳ kheo sau này cũng tu theo cái hành Đầu Đà để mà giữ được cái đạo Phật, giữ được cái niềm gọi là chánh pháp của Phật. Cho nên là lâu nay là có một số nhà sư ở một số chùa thì cũng có lên án nói là những cái pháp tu của thầy Thích Minh Tuệ này kia là nó không đúng chánh pháp. Thì hôm nay Triều làm cái video này là Triều sẽ đọc lại một cái bài và nói về Đức Phật Thích Ca, Phật Tán Dương Hành Đầu Đà, về nói về Ngài Ca Diếp để mà đính chính lại, để cho mọi người dễ hiểu hơn. Có nghĩa là trong đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, có nghĩa là 84 ngàn pháp môn tu,
Thì trong đó cái hành Đầu Đà là ngài Ca Diếp là một trong những ngài đã thực hành rồi đó, cho nên là tôn giả Đại Ca Diếp đã trọn đời giữ hành Đầu Đà. Lúc tuổi cao sức yếu nhưng ngài vẫn thực hành tới cái kết cục cuộc đời luôn. Cho nên trong cái bài thuyết pháp mà những cái kinh lưu truyền vẫn còn giữ lại rất là rõ ràng quý vị, là trong hàng đệ tử Phật, tôn giả Đại Ca Diếp đã trọn đời giữ hành Đầu Đà, dù rằng lúc tuổi già sức yếu nhưng ngài vẫn giữ cái phẩm hạnh đó. Đó. Thì video của Triều đến đây thì Triều cũng làm đơn giản ngắn gọn cho xúc tích cho mọi người dễ hiểu, và những cái video này là nó có tất cả trên mạng hết, không có nói thêm nói bớt. Thì video đến đây kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video khác, và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chia sẻ kênh video của Triều.